Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Lộc Handmade. Hôm nay Lộc sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái bông hoa hồng dễ thương xinh xắn như thế này nha. Các bạn có thể linh động móc một màu hoặc là nhiều màu vẫn được nha. Đó, đây là hoa hồng mình móc nè, mình cải màu. Rất là dễ thương. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phần hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm nha. Và đừng quên nhấn like, share và comment ở bên dưới video để ủng hộ kênh của mình nha. Rồi, để bây giờ mình sẽ ghép cái phần cái cánh hoa, cái bông hoa như thế này á, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm một cái cọng kẽm như thế này nha. Độ dài ngắn thì tùy của các bạn muốn, các bạn cắm cắm vào cái lọ hay là các bạn cắm vào cái chậu. Nếu như cái chậu thì các bạn sẽ cắt bớt cho mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt bớt cái phần kẽm này đi. Rồi, mình sẽ làm một đoạn ngắn như thế này thôi nha. Rồi, các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cái miếng bông gòn nữa. Đó, để mình nhét vào cái phần nhụy ở phía trong á. Rồi, và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái phần súng bắn keo nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cách mà để mình ráp. Các bạn sẽ lấy súng bắn keo. Rồi, các bạn ấy cái phần keo vào đây. Rồi, sau đó mình sẽ quấn cái phần nhụy này. Đó. Đó, mình quấn nó vào một chút xíu như thế này nhé. Này mình sẽ chích một chút xíu nữa cho nó dính vào luôn. Rồi, các bạn sẽ cho một ít keo vào cái phần ở phía dưới này. Phần trên thì các bạn sẽ miếng nó lại như thế này. Đó. Rồi, các bạn chích cho mình một chút xíu keo ở đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần cái này. Mình tiếp nó lại như thế này nè. Rồi, các bạn tiếp keo lên cho mình. Thank you.
Rồi tiếp tục bán kia bên này. Đây là cái phần ở nụ ở trong á. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái phần cái cánh thứ hai. Đây. Rồi, các bạn kê cho mình. Các bạn để một chút xíu cho nó khô cái phần keo của mình lại nha. Rồi, các bạn tiếp tục dán cho mình. Đó, cái phần hoa phía trong của mình nó sẽ như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cái phần cái cánh thứ ba này. Rồi, các bạn dán vào. Thank you.
Rồi sau khi các bạn dán xong cái phần cánh thứ ba này đây đó, rồi các bạn ướm sao cho nó vừa nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ dán đây, các bạn lấy súng bắn keo. Rồi dán vào cho mình. Do cái hoa này nó hơi bự cho nên là mình không có quay được hết được cái phần hoa của nó. Đây, mình làm xong rồi mình sẽ quay cao lên cho các bạn thấy luôn nha. Đó, cái phần ở ngoài nó sẽ như thế này. Cái phần trong này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua cái cánh cuối cùng luôn, đây cái lớp ở ngoài cùng. Rồi các bạn bắn keo vào. Rồi sau khi các bạn dán được 5 cái cánh phần như thế này nha, đây, mình để cho nó nguội một chút xíu phần hoa của mình này. Thank you.
các bạn nhét nó xíu xíu như thế này nè, đó nó theo cái lớp như thế này, rồi các bạn dán lại, cố định lại cho mình nha. Các bạn nhét nó xíu xíu như thế này nè, đó nó theo cái lớp như thế này, rồi các bạn dán lại, cố định lại cho mình nha. Rồi mình đã dán xong rồi nè, đó cái ho của mình nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm cái phần cuốn này nè, đâm lên cho mình. Rồi mình sẽ lấy sau khi đâm xong rồi này, mình sẽ kéo lên như thế này đây, rồi ở giữa những cái cánh này các bạn nối á đây, rồi các bạn sẽ lấy ghim định vị, ghim nó lại cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ dán keo lại luôn nha. Các bạn dán keo lại luôn cho mình. Thank you.
Rồi. Mình đã dán xong được cái phần cuốn này. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần quấn sợi và mình ráp cái lá này lại nữa thôi là xong nha. Đây. Để quấn được sợi thì các bạn lấy cho mình cái keo xếp hoặc là cái sợi mà các bạn móc lá. Đây. Lấy vào một chút xíu keo. Rồi mình quấn. Nó hơi nặng cho nên mình quay nó hơi khó một xíu. Rồi, tới cái khúc này thì mình sẽ gắn cái phần này vào. Đây. Rồi, mình gắn cái phần lé vào. Rồi các bạn tiếp tục quấn luôn cho mình nha. Rồi, tới cái phần cuối các bạn dừng lại và cắt sợi luôn cho mình nha. Rồi, bắt đầu các bạn sẽ gút lại cho mình nè. Đó. Rồi, cắt xét cho mình. Rồi, các bạn lấy cho mình kêu nến nha. Sẽ hơ cái phần này cho nó dính lại, nó không có bị tư cái phần sợi của mình á. Rồi sau khi các bạn quay xong á thì các bạn đó mình nắng lại cái phần lé cho mình nha. Rồi mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái bông hoa to như thế này. Đây nó rất là to luôn, một bông hoa rất là dễ thương nha. Các bạn có thể làm một cành cũng một cái hoa như thế này cũng được, hoặc là các bạn làm như thế này rồi các bạn cắm vào trong một cái chậu nhỏ nhỏ cũng rất là dễ thương nha. Đó, nó to quá cho nên là mình không có đưa cho nó vào hết được cái video, cái khung hình của mình nữa. Đây, nó to quá. Đó. Rồi, như thế này thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn đúng không? Đó, rất là dễ thương. Đây, cái bông hoa. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video của Lộc. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công làm ra một cái bông hoa thật là đẹp nha.
Thank you.